Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước loạt ảnh mới của em trai hot girl Ngân 98. Được biết, em trai Ngân 98 vừa thực hiện phẫu thuật chuyển giới để sống đúng với cá tính của mình. Trên trang cá nhân của mình, em gái Ngân 98 lấy tên là Võ Trần Phương Anh, sinh năm 2005, hiện đang sống ở Bình Định. Ở tuổi 18, em của Ngân 98 đã thực hiện thành công quá trình chuyển giới nhờ được mẹ tài trợ toàn bộ chi phí. Sau khi chuyển giới, những hình ảnh hiện tại của Phương Anh cho thấy ngoại hình vô cùng xinh đẹp và cuốn hút. Cô nàng thường xuyên khoe những hình ảnh ăn mặc sexy, không ngại khoe đường cong cơ thể. Có thể thấy rằng so với chị gái Ngân 98, Phương Anh cũng theo đuổi phong cách sexy, quyến rũ không hề kém cạnh. Trước đó, Ngân 98 từng chia sẻ rất ủng hộ việc em ruột có thể sống thật với cảm xúc của mình. Tuy nhiên, cô cho rằng Phương Anh chuyển giới ở độ tuổi này là quá sớm. Ngân 98 thẳng thắn chia sẻ quan điểm trong một livestream, chị ủng hộ nhưng chị không vui vì em chị chuyển giới quá sớm. Chị giận, chị không thích điều đó, nhưng mà bây giờ thân thể là của nó, mẹ bỏ tiền ra cho nó làm thì chị chịu thôi. Nó còn quá trẻ, nó cần phải có trải nghiệm về cuộc sống này. Nó cần phải ra đời để biết ở ngoài đời là như thế nào. Ngân 98 tên thật là Võ Thị Ngọc Ngân, sinh năm 1998, quê Bình Định. Cô gái này nổi lên với danh xưng hot girl bởi những bộ ảnh khoe vòng một quyến rũ. Mặc dù có tham gia một số hoạt động giải trí như đóng phim Xóm Trọ Thiên Đường, quay MV cho các ca sĩ, tham gia cuộc thi The Face, nhưng cô gái này lại nổi tiếng bằng con đường khác. Ngân 98 bị dư luận chỉ trích vì những bộ ảnh nhạy cảm, những hành vi tai tiếng và nhiều phát ngôn sốc. Không chỉ đăng ảnh khoe vòng một khủng, Ngân 98 còn thực hiện một clip miệt thị người ngực phẳng gây bão trên mạng xã hội. Video bị dư luận ném đá tơi tả khiến cô phải lên tiếng xin lỗi và hứa thay đổi bản thân. Sau đó, Ngân 98 cùng Mon 2K, một người bạn thân, đã thực hiện một bộ ảnh phản cảm tại Vũng Tàu với trang phục thiếu vải cùng cách tạo dáng táo bạo khiến ai cũng lắc đầu ngao ngán. Trước làn sóng phản ứng gay gắt từ người xem, Ngân 98 đăng một dòng trạng thái đầy ẩn ý, khi nào mặc nội y đi shopping ngoài đường mới gọi là phản cảm, dung tục. Đằng này hai đứa chỉ chụp ảnh nghệ thuật thôi mà lên án quá vậy. Mặc dù lên tiếng thanh minh nhưng hot girl Bình Định vẫn không nhận được chút thiện cảm nào từ dư luận. Năm 2018, Ngân 98 cũng gây sốt khi cởi áo ăn mừng Việt Nam vô địch AFF Cup 2018. Kèm theo đó, cô nàng tai tiếng còn không ngần ngại bày tỏ tình yêu nồng cháy với các tuyển thủ quốc gia, em yêu tất cả các anh. Nhưng có lẽ tai tiếng nhất trong đời tư cô gái này là mối tình với ca sĩ Lương Bằng Quang. Cả hai quen nhau khi Ngân 98 đến studio của nam ca sĩ học tập. Chênh lệch 16 tuổi nhưng cặp đôi nhanh chóng có tình cảm với nhau. Lúc đầu, Ngân 98 và Lương Bằng Quang đều phủ nhận, thời gian sau họ mới chính thức công khai yêu nhau. Mối tình hot girl, ca sĩ này cũng nhận được không ít chỉ trích từ mạng xã hội khi cả hai có nhiều hình ảnh, phát ngôn sốc khi quen nhau. Họ còn khiến dư luận ngán ngẩm khi công khai chuyện chia tay trong ồn ào. Ngân 98 tố Lương Bằng Quang ngoại tình khi đang quen cô, Lương Bằng Quang cũng đáp trả gay gắt. Cuộc đấu tố qua lại giữa hai người làm ầm ĩ trên mạng xã hội một thời gian dài, song chỉ trong thời gian ngắn, họ đã làm lành.